những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới. Dòng chảy tin tức sẽ được TTV11 chuyển tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ, 9 giờ, 15 giờ, 17 giờ và 21 giờ. Bây giờ mời quý vị khán giả đến với bản tin lúc 15 giờ. Như Thảo, Việt Anh xin kính chào quý thính giả đang đến với bản tin thời sự lúc 15 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát vào lúc 15 giờ đến 15 giờ 15 phút trên sóng FM tần số 103.1 MHz và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ tinhtv.vn. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thi đua phải thiết thực, hiệu quả. Thành lập và hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đẩy mạnh chương trình cho giai nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã biên giới. Cơ sở giáo dục phải công khai mức thu học phí, lệ phí. Đức cần tăng quân để đáp ứng yêu cầu của NATO. Thu thính giả nội dung về hình thức thi đua phải thiết thực, hiệu quả. Đó là một trong những yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kế hoạch thực hiện phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch yêu cầu nội dung và hình thức thi đua phải thiết thực hiệu quả nhằm bảo đảm công bằng xã hội về cơ hội học tập và bình đẳng xã hội về điều kiện học tập, bảo đảm mọi công dân đều được tiếp cận hệ thống giáo dục mở, Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến tận địa bàn xã, phường thị trấn, tổ dân phố, tạo nên cuộc vận động người người học tập, nhà nhà học tập, ngành ngành học tập, cả nước học tập. Việc đánh giá kết quả phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị và thực hiện lồng ghép các danh hiệu thi đua về xây dựng xã hội học tập. Với phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tờ trình của Công an tỉnh Tây Ninh về nghị quyết tiêu chí thành lập tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và chế độ chính sách mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, trình tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất. Theo đó, người tham gia tổ bảo vệ an ninh trật tự khi thực hiện nhiệm vụ sẽ được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế khi thực hiện nhiệm vụ may bị ốm đau bị tai nạn bị thương hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn chết theo tờ trình, mức tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, tổ trưởng 2 triệu 160 ngàn đồng, tổ phó 1 triệu 800 ngàn đồng, tổ chiên 1 triệu 500 ngàn đồng. Công an tỉnh Tây Ninh cũng đề xuất mức bồi dưỡng cho người tham gia tổ bảo vệ an ninh trật tự khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau hoặc làm nhiệm vụ trong ngày nghỉ lễ. Khi thực hiện công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, khi làm việc ở khu vực biên giới dùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, dùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là nghị quyết quan trọng đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ số lượng tổ và các thành viên đảm bảo theo quy định và đảm bảo ngân sách chi trả. Nội dung này sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trình ra kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh sắp tới. Chiều ngày 7 tháng 6 tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2024. Ông Võ Hồng Sang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị đại diện nhân phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện thông qua báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình thu chi ngân sách và thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Các mục tiêu dân hóa xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 88%, các hoạt động tư pháp, hòa giải ở cơ sở, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và ở nội địa ổn định. Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến cho kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi người mỗi gia đình và là yếu tố quan trọng cấp thiết trong việc bảo vệ sức khỏe cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân đây cũng là một tiêu chí quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vừa qua ngày 7 tháng 6 năm 2024 tại điểm giao dịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Thuận cũng đã giải ngân chúng tín dụng cho gần 80 hộ chai với số tiền 2,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xã tiên thuận là một trong năm xã biên giới thuộc huyện bến cầu và có xuất phát điểm thấp khi bước vào xây dựng nông thôn mới tuy nhiên cấp ủy đảng và chính quyền xã thời gian qua đã có sự thống nhất cao trong việc chỉ đạo điều hành sử dụng nguồn giống dai tính dụng từ xã đến ấp và các tổ chai giống từ đó nâng cao đời sống của người dân đạt chuẩn nông thôn mới Tính đến nay, Ủy ban nhân dân xã Tiên Thuận phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Bến Cầu đã thực hiện cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được gần 31 tỷ 50 triệu đồng với 1559 hộ giai còn dư nợ. Ngày 6 tháng 6, tại trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Bé, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tòa án Nhân dân huyện Gò Dầu tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm dự án cướp tài sản trên địa bàn xã. Theo cáo trạng, giữa tháng 8 năm 2023, Siêu Tuyên đi khu vực thị trấn Lý Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng mua 2 khẩu súng và 100 viên đạn với giá 11 triệu đồng để bán cho người khác kiếm lời, nhưng không có người mua. Sau đó, Siêu Tuyên nảy sinh ý định mang súng đi cướp tiền ở ngân hàng. Ngày 30 tháng 8, Ma Thoan điều khiển xe mô tô Winner chở Siêu Tuyên mang theo hai khẩu súng đến phòng giao dịch của ngân hàng Việt Tinh Banh tại xã Phước Đông, huyện Cò Dầu để cướp tài sản. Nhưng tại đây đông người nên nhóm này bỏ đi. Đến gần 15 giờ ngày 30 tháng 8, Ma Thoàn tiếp tục chở siêu tuyên quay trở lại phòng giao dịch của ngân hàng dị tinh banh để cướp. Khi vào trong, siêu tuyên thấy đông người nên bỏ chạy ra ngoài đường, lên xe của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát về hướng thị xã Đăng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, lực lượng chức năng đã bắt giữ siêu tuyên và Ramathwan và Cộng Kru Trong trường hợp khẩn cấp, Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Gò Dầu tuyên phạt bị cáo siêu tuyên nhận mức án 9 năm tù về tội cướp tài sản, 3 năm tù về tội mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Ma Thoan nhận mức án 8 năm tù về tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Khẩm Gư nhận mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản, 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Thưa quý vị, theo thống kê tính chung trong 5 năm, từ năm 2018 đến năm 2022, các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã mang về 44 triệu đô la Mỹ, đóng góp 4,04% GDP. Còn tính từ đầu năm đến nay, doanh thu của phim ảnh đã đạt gần 1.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy dư địa cho phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta còn rất lớn. Nếu được đầu tư và nhìn nhận đúng mức, trong đó cần công nhận sản phẩm văn hóa là một loại hàng hóa đặc biệt. Hồi đầu năm nay, tác phẩm đào phở và piano trở thành hiện tượng điện ảnh ở nước ta thu hút rất đông khán giả đến rạp điều đáng nói thành công đó là chỉ có sự uh, chỉ là sự tình cờ bởi trước đó phim không có bất kỳ một chiến lược marketing truyền thông nào khi phát hành mà nổi lên nhờ một vài bài đánh giá review của một số trang mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không bất ngờ trở thành hiện tượng, Đào Phở và Piano cũng sẽ chung số phận với nhiều bộ phim nhà nước khác, đó là sản xuất rồi im hơi lặng tiếng và cất kho. Đã đến lúc cần ứng xử với phim điện ảnh như một loại hàng hóa đặc biệt chứ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đơn thuần theo ông Lê Quốc Dinh, chuyên gia truyền thông cho rằng vướng là vướng ở cái thể chế. Ngay bản thân bộ văn hóa nếu có có đặt hàng là nhà sản xuất à, sử dụng một phần cái kinh phí sản xuất phim đó để làm marketing cũng không được, vì nó sẽ vướng cơ chế, vướng thể chế không thể thanh toán được giống như điện ảnh hiện chưa có cơ chế đặc thù để hỗ trợ thúc đẩy phát triển nghệ thuật biểu diễn theo mô hình công nghiệp văn hóa sau nhiều năm theo đuổi ước mơ đưa việt nam trở thành điểm đến hấp dẫn của âm nhạc quốc tế nhà sản xuất âm nhạc quốc trung vẫn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các dự án âm nhạc quốc tế tầm cỡ trong khi đó để có những ngôi sao âm nhạc đình đám như hàn quốc không phải chỉ cần có dài tài năng nghệ thuật là đủ mà còn phải có môi trường có chiến lược và phải có thời gian nhạc sĩ quốc trung nói vấn đề đầu tiên là cái vấn đề kinh phí và vấn đề thứ hai là vấn đề về kế hoạch, à, các cái thủ tục về à, xin phép về hành chính về mọi thứ của chúng ta đều rất là à, còn rất là rắc rối và phiền phức nhất nhất là hợp tác quốc tế kết luận tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam diễn ra vào cuối năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu cần tập trung phát triển có trọng tâm trọng điểm công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, năng động, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao, đồng thời đa dạng hóa, liên kết đa ngành đa lĩnh vực. Công nghiệp văn hóa phải được tiếp cận bình đẳng với các ngành công nghiệp khác về tiếp cận vốn, đất đai, thuế và các ưu đại khác. Tiến sĩ Nguyễn Diết Chức, chuyên gia văn hóa cho biết phối hợp là cái yếu của chúng ta. Ví dụ một nghệ sĩ tài năng nhưng phải có một cái công ty chuyên nghiệp làm về lĩnh vực đó. Ví dụ rapping của Hàn Quốc cũng thế, bốn cô chỉ có tài năng về về hát, về nghệ thuật thôi, còn người khác người ta mới có khả năng để mà kết nối rồi khả năng để mà triển khai tổ chức những sự kiện chẳng hạn thế thì theo tôi là dần dần ở việt nam cũng phải hình thành một cái hệ thống mới đối với các sản phẩm văn hóa theo thống kê, đến năm 2022, các ngành công nghiệp văn hóa đã đóng góp trên 4% GDP. Để đạt mục tiêu đóng góp 7% GDP vào năm 2030, một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần xây dựng cơ chế chính sách nhằm chuyên nghiệp hóa thị trường văn hóa. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự lúc 15 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Dựa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh và ngay sau đây xin chuyển sang những thông tin thời sự thế giới được khai thác từ nguồn thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý thính giả, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 9 quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư quy định rõ các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí nếu có trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh dự tuyển. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn giảm học phí, học bổng đối với người học, các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ ở cơ sở. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường ngoại hối và vàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi đến các bộ ngành liên quan, đề nghị phối hợp xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ về ngoại hối và vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ về ngoại hối và vàng. Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua bán vàng, nhất là kinh doanh mua bán vàng miếng, thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện ra soát các trường hợp có sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh, trong đó nêu yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải và cơ sở giáo dục phải ghi rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân về việc bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi lên xe, ngồi trên xe và xuống xe. Quá trình đưa đón trên xe cần phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên xuống xe ô tô. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Ủy ban dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh. Chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 10 năm tới sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Đây cũng là lúc chúng ta cần một nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp và bài bản hơn. Tín hiệu đáng mừng là các trường đại học trên cả nước đã mở các khoa chuyên ngành nhằm thích ứng với nhu cầu thực tế một buổi thi học kỳ của khoa âm nhạc ứng dụng trường Đại học Thăng Long. Không chỉ đơn thuần báo cáo thành tích học tập, buổi thi còn là cơ hội để sinh viên rèn luyện các kỹ năng đã được đào tạo trên con đường trở thành một nghệ sĩ giải trí. Sinh viên Nguyễn Hoàng Nam, khoa âm nhạc ứng dụng trường Đại học Thăng Long nói. Ngoài thanh nhạc ra thì bọn em còn được học những cái môn lý thuyết hoặc là những cái môn vũ đạo hoặc là piano và không những thế bọn em còn được học những cái môn ví dụ như là môn hòa âm phối khí hoặc là môn sáng tác nữa. Hợp tác với hai trường nghệ thuật hàng đầu Hàn Quốc là seoul Air và Quân Sông, mô hình đào tạo này định hướng sinh viên trở thành những nghệ sĩ đa năng, đáp ứng những đòi hỏi của nền công nghiệp âm nhạc giải trí. Sinh viên Mai Diệp Tố Uyên, khoa âm nhạc ứng dụng, trường Đại học Thăng Long, nói. Cùng với rất nhiều kỹ năng như là nhảy, hát, sáng tác, cùng rất là nhiều những cái kỹ năng bổ trợ khác. Tất cả mọi kỹ năng giống như là các bạn idol bên uh, K-pop các bạn ấy trình uh, diễn thì uh, ca sĩ Việt Nam không có thể làm được như thế. Trước đây đào tạo văn hóa nghệ thuật ở nước ta thực hiện chỉ mô hình đơn ngành, phương thức này đã bộc lộ ít nhiều bất cập trước những yêu cầu đòi hỏi của nền công nghiệp văn hóa hiện nay. Kinh nghiệm ở các quốc gia phát triển hàng đầu về công nghiệp văn hóa về có nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng về kỹ năng giúp mang về những khoản siêu lợi nhuận. Chuyển sang phần tin thế giới, Thu vị truyền thông Đức ngày 7 tháng 2 nhận định, nước này sẽ cần thêm ít nhất 75.000 binh sĩ để thực hiện các cam kết của mình đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khi Liên minh quân sự này triển khai kế hoạch phòng thủ mới những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tại hội nghị của nato ở litva hồi năm ngoái các nhà lãnh đạo nato đã ký kết các kế hoạch phòng thủ mạnh mẽ và chi tiết nhất kể từ sau chiến tranh lạnh và hiện khối này cùng các nhà hoạch định quân sự của các quốc gia thành viên đang nỗ lực biến các kế hoạch thành yêu cầu cụ thể Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 7 tháng 6 đã chỉ thị cho bộ kỹ thuật số của nước này soạn thảo dự luật nhằm tăng cường khả năng chủ động phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng cách giám sát các dấu hiệu cảnh báo sớm. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu sẽ trình dự luật này lên quốc hội trong phiên họp bất thường vào mùa thu. Phát biểu trong cuộc họp của một ủy ban chính phủ gồm 17 chuyên gia an ninh mạng và luật sư, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp thiết của Nhật Bản trong môi trường an ninh hiện nay. Tối ngày 7 tháng 6 tại Ấn Độ, Tổng thống nước này Rupadi Murmu đã chỉ đạo, chỉ định lãnh đạo Liên minh Dân chủ Quốc gia NDA, ông Narendra Modi làm thủ tướng và đề nghị thành lập chính phủ mới để tuyên thệ nhậm chức vào tối mai 9 tháng 6. Theo đó, Tổng thống Murmu đã trao thư bổ nhiệm cho ông Modi tại phụ tổng thống ở thủ đô New Delhi. Như vậy, ông Modi đã chính thức đi vào lịch sử Ấn Độ khi là thủ tướng ba nhiệm kỳ liên tiếp. Tối 7 tháng 6, Thủ tướng Trang Mạch Mette Brady Kisten đã bị một người đàn ông tấn công ở ngay trung tâm thủ đô Copenhagen. Đối tượng tấn công đã bị bắt giữ ngay sau đó. Văn phòng Thủ tướng ra thông báo cho biết bà Brady Kisten đã bị một người đàn ông bất ngờ tấn công vào tối 7 tháng 6 theo giờ địa phương tại Kurovsvets. Thủ tướng Brady Kisten đã bị sốc vì vụ tấn công này nhưng hiện chưa rõ bà có bị thương hay không. Trong năm ngoái, năng lượng tái tạo đã đáp ứng được gần 30% nhu cầu điện năng tại Bỉ. Lý do là gì trong năm ngoái, năng lượng gió và mặt trời chiếm tới 45% tổng công suất lắp đặt. Theo báo cáo do Ủy ban Điều tiết Điện và Khí đốt của Bỉ công bố, trong tháng 6 năm ngoái, có tới gần 35% nhu cầu điện năng tại nước này được đáp ứng từ năng lượng tái tạo, mức cao nhất từ trước đến nay. Lý do đằng sau sự gia tăng nhanh chóng này là tốc độ lắp đặt tấm pin mặt trời và tu pin gió. Bản tin thời sự lúc 15 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh xin được khép lại tại đây, hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.